Mời đàn trai. Rồi, chào đàn trai. Ngồi đi em. Và bây giờ xin mời đàn gái. Bây giờ thì đàn trai đàn gái có mặt rồi. Chúng ta giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn ha. Mời em. Vâng, trước tiên em xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Đức Anh, Lê Đức Anh. Em sinh năm 89, nhưng mà tuổi thật của em đó là 90. Em sinh ra và lớn lên Quảng Ngãi. Hiện giờ đang sống và làm việc tại Bình Dương. Quảng Ngãi. Dạ. Sinh năm coi như 90 đi. Dạ. Em làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Ở quận mấy? Không, em làm ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Dạ. Mời đàn gái. Mời em. Dạ, em chào chị Nam Thư. Em chào anh Quyền Linh. Chào và em. Chào bạn nam bên kia cũng như tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bảo Ngân. Năm nay là em 28 tuổi. Tuổi trên giấy của em là 90 nhưng mà tuổi đúng là năm 91. Hiện là em làm nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty ở quận 7. Nhân viên văn phòng luôn đó. Ở quận 7. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Ưu khuyết điểm em là gì? Dạ, khuyết điểm đó là em không nhớ được đường. Chuyện nó nhỏ đâu. Còn khuyết điểm nào lớn hơn không? Dạ, khuyết điểm lớn hơn nữa đó là sống hơi nặng về tình cảm. Không an thì nhiều, nhưng mà không biết nấu ăn, nhưng mà biết rửa chén. Ngoài ra sao? Thì có giọng cười cũng hơi bá đạo một tí. Cười sao đâu? Dạ, cũng nhờ bãi mà anh ế tới giờ anh ạ. Cười lại cái nữa anh nghe coi. Ủa mà em cười là em cười thiệt hay em cười hay là sao? Dạ, do giọng cười thật của em từ trước đến giờ. Nên là đâu lúc đó là em chơi với anh em bạn bè đấy, rất là sống quá, rất là thoải mái. Nhưng mà đôi lúc mà đối với những bạn nữ mới tiếp xúc đó, thấy giọng cười nó. Em ơi, không sao cưng. Sao, cười vui mà. Vui mà, em ơi, bữa nào chị coi kịch, chị diễn kịch, chị mời em đi coi. Ngồi dưới em cười giùm chị nha cưng. Dạ. Trời ơi, cười lại cái lần nữa nè, 2, 3 vô. Trời ơi, người ta cười dễ thương muốn chết, có gì đâu. Rồi mời Ngân, em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. Ưu điểm của em là em là người nhiệt tình, hòa đồng và thích quan tâm chia sẻ với gia đình. Còn nhược điểm của em là em đôi lúc em gặp cái chuyện gì phấn khích thì em có xu hướng là sẽ nói nhiều một chút và hơi nhây nhây, mấy bạn em hay chửi là hơi khùng khùng á. Và ngoài ra thì em có một khuyết điểm nữa là em thích nấu ăn nhưng mà nấu không có được ngon lắm. Không sao, nấu riết là ngon à. Rồi gì nữa không em? Dạ hết rồi. Đó là ưu điểm, khuyết điểm của Ngân. Vậy thì tới thời điểm này là Ngân trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cũng nói thật với chương trình là qua 28 nồi chè dựng niêu rồi, nhưng mà em chưa có mối tình nào hết. Tức là em chưa cảm thấy cảm xúc trước một ai luôn hay sao? Có crush hay là có tình đơn phương gì với ai không? Dạ không, tại vì trước đây thì đi học, sau đó ra đi làm thì môi trường làm việc của em rất là nhiều nữ á. Không có cơ hội tiếp xúc nhiều với bạn nam. Cũng có đi chơi với mấy bạn nam, nhưng mà chủ yếu là đi một nhóm, một group với nhau thôi, chứ còn đi chơi riêng thì ít lắm. Nhưng mà em có rung động với một ai mà khác giới chưa? Dạ chưa. Trời ơi, chỉ em có bao giờ nắm tay người con trai nào chưa? Dạ. Nắm tay gì? Chưa nắm tay, chưa hôn ai bao giờ. Em khi mà em xem phim thấy người ta hôn nhau, em có một cảm giác gì không? Dạ có hơi mắc cỡ xíu. Mắc cỡ thôi hả? Dạ. Vậy còn tình trường của bên đàn trai thì sao ta? Dạ chị, em yêu hai người con gái ạ. Mối tình đầu tiên của em là thời em còn đi học. Rồi, bỏ qua mối tình sau này. Sau này đó thì em đi làm rồi em quen. Nhưng mà cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Cũng có lẽ đó là chắc là em yêu người cô ấy, nhưng mà cô ấy chưa yêu em. Quen bao lâu? Dạ quen trong 1 tháng rưỡi. Hai mối tình đó cũng như đơn giản là không có mối tình nào hết. Dạ không anh, mối tình đầu đó là mối tình sâu đậm. Sâu đậm nhất hả? Dạ. Mối tình đầu là bao nhiêu năm? Dạ hơn 2 năm. Rốt cuộc là tại sao lại chia tay? Cũng có lẽ đó là cái khoảng cách địa lý anh ạ. Em học là ông học ngoài Thái Nguyên, thì cô bé này là ở Nghệ An, còn em là Quảng Ngãi. Thì sau này điều kiện ra trường thì cô bé làm ở Hà Nội, còn em thì em vào trong Bình Thuận em làm. Rồi lần lần cái là chia tay cũng trong Bình Yên, có nghĩa là dần mất cái liên lạc với nhau. Tức là do chia tay là một là do là khoảng cách. Dạ. Thứ hai là em yêu cô kia mà cô kia có lẽ không yêu em. Dạ. Nhớ nha, để mình có thể bồi đắp trong mối tình này nó đẹp hơn. Bây giờ bên đàn gái, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình mẫu hình lý tưởng như thế nào đâu? Mẫu hình lý tưởng của em thì cao cao một xíu, cao hơn em tầm 1m65 trở lên. Tóc tai thì gọn gàng, có thể nhuộm nhưng mà đừng có màu mè lè lẹt hoặc là kiểu kỳ lạ hầm hố, em không thích. Nghề nghiệp thì chủ yếu là làm hành chính văn phòng thôi. Em cũng muốn hai bên khi mà yêu nhau cũng có nhiều thời gian cho nhau một chút. Rồi, còn gì nữa không em? Ngoài ra thì em không thích bạn trai hút thuốc, mê game, và bạn trai da trưởng quá thì em cũng không thích. Rồi còn bên đàn trai, mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào?
Dạ, trước giờ đó thì em không có mình lý tưởng. Em mong muốn tìm được người bạn gái cao mới 50 trở lên, dáng người hơi đầy đặn một tí, biết quan tâm, chia sẻ. Đơn dạ, giản vậy thôi. Đơn giản như vậy. Rồi, thì anh qua anh coi đàn gái coi dáng người đầy đặn chút xíu hả? Dạ. Ốm quá không được mà mập quá không được đúng không? Tại vì em cũng to to. Để anh coi có đầy không? Dạ, em chào xinh. Xinh. Cái này phải đầy hơn chút xíu nữa. Cái này nuôi dễ lắm. Dạ. Em cảm nhận cái giọng nói của anh kia nãy giờ như thế nào với em? Em thấy thì giọng nói của anh truyền cảm ấm áp. À, anh đưa ra cái tiêu chí đó mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc khoảng 60-70% gì đó thôi. 60-70%. Dạ. Em nghĩ điều gì về làm dâu? Em thì không quan trọng là có làm dâu hay không. Em thì em không có giỏi việc nhà, nhưng mà em lúc nào cũng cố gắng để dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Tốt, đàn gái ok đó em. Dạ. Ha. Mời bà mối qua xem coi thằng trai tôi làm sao. Chào em. Dạ em chào chị ạ. Em không thích điểm nào ở phụ nữ? Nói hơi nhiều chị. Nói nhiều rồi gì nữa? Không, em chỉ đơn giản như vậy. Dạ. Đơn giản là đừng nói nhiều thôi. Dạ. Trong công việc thì đôi lúc cũng phải gặp nhiều cái áp lực. Thế thì có chuyện gì thì mình cũng nên tâm sự với nhau để cùng nhau tìm ra cái hướng giải quyết tốt nhất. Chứ đừng có bao giờ mà gánh chịu một mình. Đôi lúc là những cái chuyện vặt vãnh nó nhỏ đấy. Thì để nhiều cái chuyện nhỏ nó sẽ trở thành một cái chuyện lớn. Một khi mà không kìm hãm được nó sẽ bùng phát ra. Đấy. Cảm ơn em. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta sẽ tới gặp người thân của cả hai bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô em họ và hai người bạn thân ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh và em chào chị Nam Thư. Em thì là em họ của chị Ngân. Thì em khẳng định với anh là chị Ngân em tuy chưa có yêu ai nhưng chị Ngân em là nữ 100%. Thì em thấy anh này thì chững chạc, em nghĩ là sẽ phù hợp với cái mẫu hình của chị. Cho nên thì nếu hai người gặp mặt xem xét thì cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn bé. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với chương trình, em đi với cô ruột Dương Rễ và em trai ruột của em. Dạ vâng, con chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư, chào chị với tất cả khán giả trong trường quay. Con là em ruột của anh Đức Anh. Dạ, về phần chị bên này thì con thấy ngoại hình thì dễ thương, xinh xắn. Tính tình qua cách nói chuyện thì hiền lành, con nghĩ là rất là hợp với anh trai con. Hôm nay gặp nhau là cái duyên thì con cũng mong là hai anh chị cho nhau một cái cơ hội nào đấy. Biết đâu nó lại tạo phận được với nhau. Cảm ơn con. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Đúng rồi. Bắt đầu. Mở rào. Chào anh ạ. Chào em. Lần đầu gặp mặt anh tặng em lắm quá. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà để gửi tặng anh. Đây là một món ăn mà em mới học lỏm được của mấy bạn bếp bên công ty em. Hy vọng là sẽ hợp khẩu vị với anh. Rồi, cảm ơn còn em. Còn đây là cây sen đá. Anh Linh. Chúc anh gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Rồi, cảm ơn em. Món gì vậy? Ôi, mình có quyền thử mà. Anh món gì vậy? Cái này là kimbap đúng không em? Dạ. Rồi, trời ơi, cho chị mượn đi. Dạ chị. Dạ, tại vì em làm lúc khoảng 10 giờ mấy sáng nay á. Nên đi trời nắng nữa nên em cũng không có xui là em còn nguyên chất lượng. Mới làm hồi sáng đúng không? Dạ. Ăn sao ăn được, ăn chứ không nó hư. Mời. Đó, thì quay qua mình đút cho bạn trai ăn nè. Đó. Đây, đây, chị ăn. Dạ, em mời anh Kiên Linh. Rồi, được á, này được á. Kimbap ăn cái sushi. Ngon lắm mà. Trời, ngon. Nó hơi chua chua. Dạ, tại vì trong đó là có cải muối. Hèn cải muối lên men. Nhưng mà sao cải chua ăn được miếng được à? Dạ. Ngồi xuống đi. Em đưa đây cho chị, đưa cái đó cho chị. Ngon. Rồi bé, đây, qua đút cho bạn trai ăn nè. Đó. Chua. Không, tại vì cải muối. Có gì anh đừng có... Ăn đi, cứ ăn đi. Trời ơi, để coi thử ngon không? Món quà mà. Đó, cảm ơn em. Còn nhiêu để đó đi. Nè, con nhỏ thức làm cho bạn trai người ta đó mà mình ngồi mình ăn không, quá đấy. Không có gì, cái này là em mời anh Linh, anh Linh đúng rồi, nó mài mà trời ơi, nó mài mặt mơ dùm ăn ngon. Rồi bây giờ các bạn mình hãy nói chuyện với nhau, giao lưu với nhau, nói cảm nhận về nhau. Xin mời các bạn. Dạ. Nói với mấy em. Anh chào em. Hồi nãy anh cũng lấy nó rối quá, anh cũng chưa nhớ tên của em. Em có thể nói lại tên của em được. Dạ em tên Ngân ạ. Ngân. Nãy thì thật sự nói cái quyết định lớn nhất của anh đó là anh không nhớ được. Anh là mẫu lượng mà đi xa hay là lên chương trình đấy thì anh phải nhờ đến anh Google. Anh đi theo bản đồ nên là anh phải đi qua hơn 10 lần thì anh mới nhớ được, chứ đi một hai lần thì anh không thể nhớ. Đó là cái ưu điểm lớn nhất. Thứ hai nữa đó là có lẽ cái giọng cười. Đây thì là cũng nói để cho Ngân hiểu.
Em thì có hơi dở dở nấu ăn một xíu á, thì anh có lo ngại cái vấn đề đó không? Anh được cái đó là thiên hạ ăn cái gì anh ăn được cái đó, anh miễn là ăn chín uống sôi thôi. Em muốn anh chia sẻ cho em xíu về cái sở thích của anh á. Sở thích của anh đó thì anh thích thể thao, thích nghe nhạc, nhưng mà chỉ là nhạc không lời và nhạc trữ tình bolero. Cô gái chưa bao giờ nắm tay một chàng trai nào cả. Bây giờ em tiến đến đây nào. Em có thể hát, em có thể đọc thơ và nắm tay nhau để cảm giác, để nắm chặt nhau nhé, để cảm giác hơi ấm đàn ông thế nào. Hãy nói với cô ấy điều gì, bắt đầu đi. Thì anh cũng vô tình được đọc được 4 câu thơ, mà đôi lúc là gặp em run quá thì có gì quên thì em bỏ qua cho anh. Thì hạnh phúc không phải vì tiền, hạnh phúc vì bởi vợ hiền con ngoan. Hạnh phúc không phải giàu sang, hạnh phúc vì bởi họ hàng mến yêu. Thì anh cũng hy vọng đó, thì gặp nhau ở đây là cơ duyên, thì cũng mong Ngân cho anh và cho các Ngân một cơ hội để có thể hát tặng bạn trai một bài nào đó, một đoạn nào đó, đắm tay nguyên nắm tay từ đầu tới cuối. Dạ vậy thôi, em hát một đoạn trong bài hát mà nhìn bạn em trai thích. Đó hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau, ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi. Nhiều lúc em mơ trên trời yêu thương có rồi, em mong chờ hoài, em đi tìm hoài. Dạ hết rồi. Rồi. Trời ơi. Để nguyên. Cảm giác của em thế nào? Dạ có hơi run một chút. Thấy hơi đặc biệt một xíu. Đặc biệt chút xíu. Dạ. Có đặc biệt là được rồi. Còn em? Em có thể nói điều gì ngay giờ phút này với cô ấy? Cảm giác mình thế nào, hiện giờ thế nào? À, thì cảm giác nó lăng lăng anh ạ. Lăng lăng đúng không? Bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút nha. Dạ. Xin mời các bạn. Để tay vào nút bấm. Em chưa đụng tới. Tìm đi em. Dạ. Rồi. Chúng ta phải bấm nút bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Không rồi. Vì bất cứ điều gì. Các bạn sẵn sàng chưa? 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Chúc mừng em. Rồi. Lại gần đứng lên. Nắm tay nhau đi. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên, quấy chưa hôn lần nào đấy. Xin phép. Muốn hôn ở đâu cũng được. Anh xin phép. Làm trai cho đáng nên trai, hôn đâu cũng được, hôn hoài đừng buông. Rồi là hôn lại rồi đó. Không được. Anh Linh không chịu thấy chưa? Đó là hôn con. Thôi, hôn đi cưng. Anh xin phép làm lại cái nữa. Dạ được rồi anh ạ.